Audio Jungle. Hello, chào mọi người, chào mọi người đã đến với kênh của mình nha. Và mình là Linh đây. Ok, và hôm nay thì mình đang có một cái sự kiện rất là hot hiện nay. Đó là siêu phẩm của Sơn Tùng MTV và Snoop Dogg. Đó là siêu phẩm Hãy Trao Cho Anh lại bị MV Sóng Gió của Jack và KIC vượt qua. Và điều đó chứng tỏ là MV của Jack, MV Sóng Gió nha, đang vẫn rất là hot và đang chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhưng mà chả có nhẽ Sơn Tùng MTV lại bị Jack hạ bệ sao? Bây giờ thì bản thân mình thì lại là một YouTuber, vì thế là mình cũng muốn là đặt hai cái MV này lên bàn cân và muốn tìm hiểu sâu về cái sự thật của hai cái MV này. Đấy, và một điều đó là mình muốn lưu ý mọi người, đó là mình thì không phải là fan của một người nào đấy, không phải là một fan của ai trong số hai cái MV này cả. Vì thế là ở đây thì cũng là một cái số liệu rất là khách quan thôi. Vì thế là mọi người fan của hai người đừng có ném đá mình nhé mọi người. Ok, và bây giờ thì chúng tôi hãy đến với cái phần đầu tiên, đó là lượt view này, lượt like, lượt dislike và lượt comment của hai MV này nhá. Trước tiên thì về lượt view thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được, đó là thời điểm hiện tại 9:30 thì lượt view của Sóng Gió cao hơn lượt view của Hãy Trao Cho Anh. Cụ thể thì chúng ta sẽ có là lượt view của Sóng Gió sẽ là 149.706.203 lượt xem, còn với Sơn Tùng với Hãy Trao Cho Anh thì chúng ta sẽ có 148.070.211 lượt xem. Rồi thì chúng ta có thể biết được đó là Sóng Gió bây giờ thì đã hơn Hãy Trao Cho Anh 1.000.000 người xem rồi, hơn 1.000.000 mọi người ạ. Tiếp theo thì chúng ta hãy đến lượt like, lượt dislike và lượt comment. MV Sóng Gió thì sẽ có 1.6 triệu người like và 102.000 lượt dislike, cộng với cả 428.000 lượt comment. Tiếp theo thì chúng ta hãy đến với MV Hãy Trao Cho Anh thì đang có 3,2 triệu người like này, 185.000 dislike, cộng với lại 746.000 lượt comment, và chúng ta sẽ có tổng kết chung như sau. Như vậy thì MV Sóng Gió có lượt người xem cao hơn MV của Hãy Trao Cho Anh, nhưng mà số lượt like, lượt dislike và lượt comment thì Hãy Trao Cho Anh lại cao hơn MV Sóng Gió. Ok, tiếp theo thì chúng ta hãy đến cái thời gian phát hành của hai MV này nhá. Thời gian phát hành của MV Sóng Gió là vào ngày 12/7/2019 và thời gian phát hành của MV Hãy Trao Cho Anh là vào ngày 1/7/2019. Và để cán mốc 148.000.000 người xem thì MV Hãy Trao Cho Anh phải mất 65 ngày kể từ ngày 1/7 đến ngày 5/9, và MV Sóng Gió thì lại mất 54 ngày từ ngày 12/7 đến ngày 5/9. Từ đó thì chúng ta có thể thấy được là thời gian cán mốc 148 triệu view của MV Sóng Gió lại ngắn hơn MV Hãy Trao Cho Anh, và cụ thể là nhanh hơn 11 ngày. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy đến với cái thành tích của hai cái MV này đạt được nha. Trong vòng 24 giờ ra mắt thì Tân Binh Jack đã bỏ túi cho mình một số thành tích đáng kể, như là top 2 trending YouTube sau 5 giờ này, top 4 người xem trực tuyến trên thế giới với lượt xem là 181.000 người xem với 674.000 lượt thích, đạt 8.600.000 lượt xem sau 24 giờ phát hành MV, và đạt trên 674.000 lượt thích sau 24 giờ phát hành MV. Tiếp đến thì không thể bỏ qua một loạt thành tích khủng của Sơn Tùng MTV bỏ túi sau cái màn comeback hoành tráng với MV Hãy Trao Cho Anh. Lượt xem trực tuyến xếp thứ 3 trên thế giới sau Kill This Love của Blackpink và Thank You Next của Ariana Grande với lượt xem là trên 635.000 người xem, đạt 1.000.000 view trong 8 phút, 2.000.000 view trong 14 phút, 5.000.000 view trong 1 tiếng và 26.000.000 view trong 24 tiếng. Là MV được xem nhiều nhất trên thế giới trong 24 giờ qua và là MV được xem nhiều nhất ở châu Á trong 24 giờ. 6 tiếng thì được thăng 1 trên kênh YouTube Việt Nam, đạt 1.000.000 like trong 3 tiếng 49 phút, đạt 1.7 triệu like trong 24 tiếng. Đạt thăng 1 item Việt Nam, thăng 1 trending toàn cầu, thăng 2 trending Hàn Quốc, thăng 2 trending Canada, thăng 6 trending Australia, thăng 7 trending tại Mỹ và thăng 8 trending tại Đài Loan. Tổng kết thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được cái thành tích của MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng áp đảo hoàn toàn thành tích của MV Sóng Gió.
Sơn Tùng thì cùng sự kết hợp với rapper nổi tiếng Snoop Dogg đã làm rất tốt trong việc đưa nhạc Việt phổ biến ra thế giới, vừa chứng minh là việc leo hàng loạt top trending ở các nước Hàn Quốc, Canada, Australia, Mỹ, Đài Loan và Singapore. Cùng với âm nhạc thì điệu nhảy gãy tay của Sơn Tùng đã rất phổ biến với các bạn trẻ không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Với MV Sóng Gió thì có thể khẳng định Jack đã rất thành công trong việc đưa những giai điệu quen thuộc Việt Nam vào âm nhạc. Với các lời lái ấy, ca từ bình dân, nội dung MV đơn giản. Nhưng hợp thời, KCM và Jack đã sáng tạo hơn khi phối những nhạc cụ dân tộc và EDM. Cho đến bây giờ thì Sóng Gió vẫn giữ được sức hút qua lượt view không ngừng tăng và vẫn tiếp tục trụ vững thang một bảng xếp hạng Zing MV3. Ok thì tiếp theo chúng ta có tò mò khi mà hai cái MV đạt gần 150 triệu người xem. Đấy, thì có những kinh phí mà để mà bỏ ra để mà soạn xuất ra cái MV này không? Đầu tiên thì chúng ta phải đến với cái MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng Entertainment nha. Phải nói là mình rất là hoảng hồn khi mà đọc được cái số tiền mà anh Tùng bỏ ra để đầu tư vào cái MV này. Một số tiền siêu to khổng lồ lên đến 3 triệu USD, tương đương với 66 tỷ Việt Nam đồng. Và để dễ hình dung thì với kinh phí 66 tỷ này thì tương đương với lại kinh phí sản xuất một bộ phim truyền hình dài tập hay là một bộ phim chiếu rạp hoành tráng ở Việt Nam. Trong MV thì không thể kể đến sự góp mặt của cái rapper nổi tiếng thế giới đó là Snoop Dogg. Được biết là các giai đoạn rap của Snoop Dogg dài 20 giây là 40.000 USD, tương đương với gần 900 triệu Việt Nam đồng. Cùng với sự xuất hiện của hàng loạt cái phụ kiện quần áo hàng hiệu với các nhãn hàng nổi tiếng đắt đỏ như là Fendi này, Balenciaga này, Burberry này, thì MV Hãy Trao Cho Anh quả là một cái video đầu tư siêu khủng. Đến nỗi mà Sơn Tùng đã phải kêu than với lại rapper CK rằng mình đã trở thành một người nghèo khi mà sản xuất xong cái MV này. Tiếp theo thì chúng ta hãy đến lại MV Sóng Gió của Jack và KCM nha. Xuyên suốt MV Sóng Gió thì là hình ảnh của làng quê Việt Nam này, quen thuộc gần gũi, được quay ở Củ Chi và thành phố Hồ Chí Minh. Trang phục nhân vật giản dị cùng với những cảnh quay hành động đẹp mắt. MV đã truyền tải được thông điệp của bài hát MV Sóng Gió ra mắt nối tiếp thành công của hai bài hát Hồng Nhan Bạc Phận, tạo thành một series dài càn quét bảng xếp hạng Việt. Hồng Nhan Bạc Phận Sóng Gió, và cho đến thời điểm hiện tại thì Jack chưa tiết lộ kinh phí để quay MV, nhưng mà chắc chắn là số tiền bỏ ra để đầu tư cho cái MV này thì nó sẽ không có bằng số tiền MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng đâu nha. Theo mình thì trong từ khoảng 10 đến 20 triệu bao gồm cả thuê địa điểm này, ekip quay này, vân vân và mây mây. Đây chỉ là suy tính của mình thôi nha. Tuy nhiên thì số tiền, mặc dù là số tiền bỏ ra rất là khiêm tốn, nhưng mà MV ca nhạc lại mang về một cái thành quả siêu khổng lồ, đúng không? Ok, trên đây là bốn cái điểm so sánh dựa trên số liệu của hai cái MV Hãy Trao Cho Anh và Sóng Gió. Đây là số liệu cực kỳ là khách quan dựa trên những cái thông tin chính thức của hai cái MV này. Không biết là mọi người thuộc team của Jack hay là team của Sơn Tùng, hoặc là mọi người có đang cày view cho sếp hay là cày view cho Jack hay không thì cũng có thể comment xuống bên dưới để điểm danh nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình, và mọi người thấy hay thì có thể cho mình một like, share và subscribe kênh của mình. Tạm biệt mọi người và hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Mọi người hãy ấn like, subscribe, nhấn vào chuông đăng ký để nhận được thông báo video tiếp theo nhé. Bye bye.